Chào mừng bạn đến với kênh Holic Audio. Mời bạn theo dõi bộ truyện Nữ Nhi là kẻ thù đời trước của tác giả Mộ Tử. Hãy để lại bình luận bên dưới nếu bạn yêu thích video này nhé. Chương 31: Nỗi sợ của Ngôn Vũ. Sau khi biết Nguyễn Thị rửa khóa Trường Mệnh vào nước lá bưởi, Hứa Quân Dao vẫn luôn lo lắng cho Ngôn Vũ ở bên trong, nhưng lại không tìm được cơ hội gọi Ngôn Vũ để hỏi xem đã xảy ra chuyện gì. Tối hôm xảy ra chuyện, xuất phát từ tình yêu thương nữ nhi của Minh, Nguyễn Thị đã chuyển tiểu nha đầu đến phòng cách vách trong chính phòng. Hôm sau nàng ấy tự tay dùng nước lá bưởi rửa sạch trong ngoài nơi ở của hứa quân giao. Sau đó còn dùng dây thừng đỏ buộc lá bưởi treo ở trước cửa để chưa ta. Sau đó hứa quân giao không quen chỗ ở mới. Mấy lần náo loạn muốn trở về phòng minh, Nguyễn Thị suy nghĩ rất lâu. Sau cùng nàng ấy cảm thấy qua một loạt hành động dồn dấp của mình, những thứ không sạch sẽ, hẳn là không còn nữa. Vì vậy mới đồng ý cho nữ nhi trở về phòng. Nhưng mỗi đêm sau khi dỗ nữ nhi ngủ xong, Nguyễn Thị thế nào cũng phải ở lại phòng của con bé canh gác non nửa một canh giờ, sau khi xác thực tiểu nha đầu đã thật sự ngủ say và trong phòng cũng không có gì khác thường nàng ấy mới bằng lòng rời đi. Sao một canh giờ là hai tiếng đó à. Như thế còn chưa thấm vào đâu, sau đó vào lúc đêm khuya nàng ấy cũng sẽ bất thình lình đến xem mấy lần. Có một lần là vào lúc canh ba, khi đó hứa quân giao nghĩ rằng người trong phủ đều đã đi ngủ, vì vậy mới lén lút lấy khóa trường mệnh ra trong lòng đang định gọi ngôn vũ xuất hiện ai ngờ cánh cửa phòng đã bị nguyễn thị đẩy ra hứa quân giao sở tới mức lập tức giả bộ ngủ không còn dám cử động nữa nàng vẫn còn nhỏ tuổi lại đang ở trong độ tuổi phát triển cơ thể nên cũng không thức được bao lâu đã bị cơn buồn ngủ đánh áp sau đó chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay mặc dù muốn gọi ngôn vũ nhưng vẫn không tìm được cơ hội thích hợp nào để gọi mãi cho đến hôm lý thị và tiền thị đến cửa khóc lóc làm loạn vương Thị và Nguyễn Thị bị bọn họ bám lấy không sao thoát ra được, còn Thúy Văn và Bích Văn thì bận việc khác. Đến trưa, hứa quân giao giả vừa ngủ trưa, lặng lặng đợi một lúc, sau khi xác định không có người nào tiến vào nàng mới ở trong lòng gọi tên của ngôn vũ. Nàng gọi mấy lần mà không thấy ngôn vũ thưa, trong lòng càng thêm lo lắng, sốt ruột. Chẳng lẽ hôm đó bao phu nhân rửa khóa trường mệnh bằng nước lá bưởi đã thanh tẩy nàng ta rồi? Nàng chưa từ bỏ ý định, tiếp tục gọi, "A à Vũ, A à Vũ ngươi còn ở đó không? Còn ở đó thì đáp lại ta một câu." Sau một lát, nàng nghe thấy phía sau vang lên một giọng nói yếu ớt. "Không còn rồi, chết lâu rồi, người cũng có cần người ta đâu, người ta thưa làm gì chứ?" Nàng thoáng sững sốt, sau đó vui mừng quay người lại, nhìn thấy một người đang co do trong góc phòng, không, phải là một con quỷ mới đúng. Nàng giận dỗi nói, "Hóa ra ngươi ở đây?" nãy ta gọi ngươi bao nhiêu lần sau ngươi không thưa ngôn vũ nhìn nàng bằng ánh mắt vừa u ám vừa tủi thân sau đó im lặng quay mặt đi chỗ khác hứa quân giao vẫy nàng ta ngươi đi về đây cách xa quá không tiện nói chuyện ngôn vũ do dự một lúc nhưng cuối cùng vẫn phụng phịu bay về phía nàng khi bay đến trước mặt nàng thì quay mặt đi không thèm nhìn nàng nàng ta làm ra vẻ đang mình đang nghiêm túc thưởng thức bài trí trong phòng đưa ánh mắt nhìn khắp nơi, xong vẫn len lén liếc nhìn hứa quân dao một cái thật nhanh. Hứa quân dao nhìn mà buồn cười, lúm đồng tiền hai bên má lúc ẩn lúc hiện, trong lòng vội hỏi, hôm đó lúc nương ta lấy lực hoa đào nện ngươi, ngươi có bị thương không? Vừa thấy nàng nhắc đến chuyện ngày hôm ấy, ngôn vũ lập tức cảm thấy tủi thân, nước mắt bắt đầu rơi lã trã, vừa khóc vừa đưa đưa khăn tay gạt lệ, vô cùng tủi thân nói. Mắc cỡ chết mất, ai đời có người dùng cái đồ ấy nện vào chỗ kia của người ta, hu hu. Ngượng chết đi được, ngượng chết mất thôi. Hứa quân giao được mặt ra, nhất thời không hiểu ý của nàng ta, chỗ nào cơ? Nương ta nện vào đâu của ngươi? Ngươi còn hỏi? Ngượng chết mất, ngượng chết mất. Ngươi chẳng đau lòng cho ta gì cả, ngại chết mất. Môn Vũ vừa ngượng vừa tủi, nước mắt rơi như mưa hứa quân giao nàng cố gắng hồi tưởng lại cảnh hôm đó nguyễn thị lấy lược nện qua người ngôn vũ trong ấn tượng hình như là một lát sau nàng đột nhiên mở to hai mắt sau đó lướt ánh mắt về phía ngực nàng ta ngôn vũ cảm nhận được ánh mắt của nàng a à, một tiếng hai tay lập tức đan chéo che ở trước ngực mình lắp bắp hỏi ngươi ngươi nhìn cái gì không được nhìn hứa quân giao cười thấy ngươi vừa bay vừa khóc như thế, ta còn nghĩ cái lược gỗ đào đấy làm ngươi bị thương ở đâu, nếu đã như vậy thì ta yên tâm rồi. Ngôn vũ biểu môi muốn phản bác lại gì đó, nhưng lại thấy sắc mặt hứa quân dao đột nhiên thay đổi, sau đó thì nghe thấy giọng nói nghiêm khắc của nàng, việc này xét đến cùng còn không phải bởi vì sự bất cần của ngươi gây nên ư. Ngươi nhặt đồ thì nhặt, vì sao còn lắc nó làm gì? Đêm khuya rồi còn phát ra âm thanh như vậy, còn không phải muốn gọi người ta đến xem ư cũng không phải đứa trẻ ba tuổi không hiểu chuyện chẳng lẽ đến cả cái này ngươi cũng không hiểu sao ngôn vũ há hốc mồm sau đó cúi gằm mặt ngón tay không ngừng xoắn lấy cổ tay áo không thốt nên lời ngay cả nước mắt cũng không dám rơi nữa hứa quân giao ở trong lòng tiếp tục dạy dỗ may mà nương ta không sao nếu như nàng bị dọa thành mốc ta sẽ không tha cho ngươi đâu vừa nhớ tới cảnh tượng Nguyễn Thị bị dọa tới nỗi ngất đi, hứa quân giao nghĩ lại mà sợ, đang muốn dùng ngón tay mốc thịt dí vào cái chán của con quỷ bất cần nhưng lại phát hiện ra đối phương đứng khá cao, nàng càng bực mình hơn, quát lớn, người đứng cao thế làm gì? Ngồi xổm xuống. Ngôn vũ dẫu dĩ ngồi xổm xuống, vừa ngồi đã bị ngón tay mập mạp dí thắng vào chán. Ngươi là cái đồ ngu ngốc, trên đời này sao lại có người ngốc như ngươi chứ? Không, ngươi là con quỷ ngốc. Ngốc chết mất, có phải chưa được chơi chống lắc bao giờ đâu, vì hai lần lắc nó mà bị ăn một phát nện vào người. Hứa quân giao trợn tròn mắt hai mắt, vẻ mặt nghiêm khắc, tạo thành một dáng vẻ vô cùng nghiêm túc. Ngôn vũ tủi thân trả lời. Người ta thật sự chưa được chơi bao giờ. Hứa quân giao bị nàng ta chẹn họng, đau đầu dây dây thái dương. Ta và ngươi đã lập ra ba quy ước. Điều thứ nhất, nếu không có sự cho phéo của ta, ngươi không được xem trộm suy nghĩ trong nội tâm của ta, điều thứ hai là trừ khi ta gọi ngươi ra, nếu không thì ngươi không được phép đột nhiên bay ra dọa người, điều thứ ba là sau khi ra ngoài ngươi không được động vào bất kỳ đồ nào. Hứa quân dao bị nàng ta chẹn hỏng, cảm thấy đau đầu mà dây dây thái dương, ta và ngươi lập ra ba quy ước, điều thứ nhất, nếu không có sự cho phéo của ta, ngươi không được xem trộm lời nói trong nội tâm của ta điều thứ hai là trừ khi ta gọi ngươi ra, nếu không thì ngươi không được phép đột nhiên bay ra dọa người, điều thứ ba là sau khi ra ngoài ngươi không động vào bất kỳ đồ nào. Ngôn vu lẩm bẩm. Ngày trước mới có một quy tắc thôi, sao giờ lại có thêm hai cái nữa rồi, có phải sắp tới ngươi còn muốn làm thành một bộ hiến pháp tạm thời? Hứa quân giao chừng mắt, ngươi không đồng ý. Đồng ý, đồng ý chứ. Ngươi nói cái gì ta đều đồng ý hết ngôn vũ bị dọa mất mật, rồi rít trả lời. Nghe vậy hứa quân dao mới thấy hài lòng, học theo động tác thường ngày của Nguyễn Thị bàn tay xoa nhẹ lên đầu nàng ta, khen ngợi nói. Vậy mới đúng chứ, tốt lắm. Mau quay về đi, ta đi ngủ đã. Hai má ngôn vũ ửng hồng, đôi mắt long lanh ẩn ập nước, bước chân bồng bềnh phiêu diêu, tâm hồn bay bổng quay về khóa trường mệnh. Giao giao sờ đầu của mình, nàng ta cuộn tròn lại trong vui sướng, trên môi mang theo nụ cười ngọt ngào, cảm thấy mỹ mãn trong lòng mà khép hai mắt lại, cũng chuẩn bị nghỉ ngơi một lúc. Hứa quân dao đang ngủ say thì bị Bích Văn ôm dậy, làm vậy là bởi vì Nguyễn Thị sợ nữ nhi ban ngày ngủ quá nhiều, đêm đến sẽ không ngủ ngon, cho nên nàng ấy mới giới hạn thời gian ngủ trưa của con bé, đến giờ đã định sẽ có người đến ôm con bé dậy. Nàng dụi mắt, mơ mơ màng màng được bích văn dắt ra ngoài khi nàng nghe thấy từ xa vọng lại tiếng chửi rủa của tiền thị cả người mới bừng tỉnh trở lại đúng rồi chẳng biết hôm nay xui xẻo thế nào mà bà già khó ưa kia và cái vị của đại phòng lại tìm đến đây với tính cách của mẹ lão già thối và bao phu nhân kiểu gì cũng bị bọn họ bắt nạt cho mà xem vừa nghĩ đến đây nàng lập tức vùng ra khỏi tay bích văn chạy về phía phát ra âm thanh nàng cứ chạy mãi chạy mãi cuối cùng nhìn thấy lão già thối đang chắp tay sau lưng ở đằng trước trên mặt hắn mang theo nụ cười khó chịu cũng không biết hắn đã nói gì với tiền thị và lý thị hứa quân giao chỉ thấy sau khi hai người bọn họ nghe xong thì mặt mày biến sắc không dám thốt ra tiếng nào vội vội vàng vàng bỏ đi vương thị nhìn nhi tử muốn nói lại thôi còn nguyễn thị thấy phu quân đến thì nhẹ nhàng thở ra nàng nhìn đường tùng niên với nở một nụ cười dịu dàng hứa quân giao biết nguy hiểm đã được giải trừ thì dừng bước chân lại. Dù sao, với độ âm hiểm của đường tùng niên người bình thường còn lâu mới chiếm được tí lời từ trong tay của hắn. Cô nương đừng đi nhanh quá. Bích Văn thở hổn hển đuổi theo, sau đó lại nắm tay của con bé, không tán thành nói. Hứa quân giao nhoẻn miệng cười, vẻ mặt nhìn trông hết sức đáng yêu. Đường tùng niên không chú ý đến động tĩnh ở bên này, khỏe mắt còn dư một tia sắc lạnh nhìn Vương thị muốn nói nhưng lại thôi. Cuối cùng hắn chỉ cau mày, nói, đại ca dùng thủ đoạn để mưu cầu chức quan vốn dĩ đã là việc làm không đứng đắn, nhưng ngay cả mục đích làm quan của huynh ấy cũng không đoan chính, thế nên lần này bị tước chức quan đối với huynh ấy mà nói cũng là chuyện tốt. Thái tử điện hạ Khoan Dung đại lượng, Ngày ấy không chèn ép hay truy cứu những cố nhân của tiền phế thái tử, còn đối với những người tài năng thì vẫn hết mực trọng dụng đối với kẻ bất tài vô đức thì tuyệt tối không khoan nhường, mà đại ca thì... Ta hiểu rồi, con không cần phải nói nữa. Thôi cũng được, trên đời cũng không phải chỉ có mỗi con đường làm quan, đến một ngày nào đại ca con sẽ tự mình hiểu ra thôi. Vương Thị hiểu ý trong câu nói của hắn, thở dài ngắt lời. Ngày hôm qua, Khâm Sai Đại Nhân phụng mệnh tra xét ưu điểm, khuyết điểm của quan viên đã thu hồi chức quan vừa mới đến tay chưa được bao lâu của đường Bách Nhiên làm sao tiền thị và lý thị có thể cam lòng cho được. Sớm hôm nay đã mò đến đường phủ ẩm ĩ một trận, bọn họ hy vọng đường tùng niên có thể ra mặt vì đường bách niên giữ lại mù cánh chuôn. Nhưng bọn họ nào biết đường tùng niên vẫn ghi thù những chuyện chẳng mấy tốt đẹp mà những năm nay đường bách niên đã làm với mẹ con bọn hắn. Càng hận đường bách niên sớm đã coi thường tình cảm huynh đệ này, đã thế còn nhân cơ hội hắn gặp nạn mà muốn dồn hắn vào chỗ chết loại người như vậy làm sao hắn có thể giúp được. Nhưng đường tùng niên cũng không ngờ tới, sau khi đường bách niên mất chức quan, ngân lượng trên tay hắn ta cũng chẳng còn lại bao nhiêu. Xong hắn ta cảm thấy vừa mới nhận chức không lâu đã để mật mũ cánh chuồn là một chuyện mất hết thể hiện. Thế là chỉ sau một tháng ngắn ngủi hắn ta đã bán sạch sản nghiệp dưới tên mình, sau đó cả nhà hắn ta mang theo số tiền bán được cùng với 500 lượng lừa được ở chỗ vương thị thong thả lên đường vào kinh để tìm kiếm cơ hội mới nhưng đây là chuyện sau này hai ngày sau cô của hạ thiệu đình đến huyện an bình muộn hơn ba ngày so với những gì nguyễn đã nói vào ngày hôm đó nguyễn thị đích thân tiếp đón hạ nương tử thấy vị phu nhân này mặc dù ít nói nhưng ánh mắt ngay thẳng phong thái không kiêu ngạo không xiểm nịnh bên cạnh nàng còn có một tiểu cô nương tên phương tỷ phương tỷ hơi sợ người lạ nhưng những lễ phép tối thiểu thì vẫn hiểu, thấy thế nỗi lo trong lòng của Nguyễn Thị mới vơi đi phần nào. Nàng chỉ sợ người đến là những kẻ tính cách không đoan chính, nếu đỉnh ca mà đi theo những người như thế, chẳng phải tương lai sau này sẽ bị hủy hết sao? Rốt cuộc nàng cũng chỉ là người ngoài, có không yên tâm đi nữa cũng không thể nhúng tay vào chuyện nhà người khác, về tình về lý đều không có đủ tư cách. Nhưng may thay vì hạ nương tử này lại khác, sau khi phu quân qua đời, nàng ấy dự vào bản thân nuôi dưỡng nữ nhi, nhìn có thể thấy là một nữ tử có chủ kiến lại có bản lĩnh. Nguyễn Thị thở phào nhẹ nhõm, đối đã với hạ nương tử càng thêm nhiệt tình niềm nở. Đình ca với thằng nhóc nhà ta đang ở trong phòng thu dọn đồ đạc, nếu tỷ tỷ không vội, chi bằng ở lại đây vài hôm. Hạ nương tử khách sao cảm ơn, nói. Phu nhân đã có lòng mời, vốn ta không nên từ chối chỉ là đường xá xa xôi về sớm một ngày thì có thêm một ngày để chuẩn bị cho vụ xuân năm sau mặc dù nguyễn thị cảm thấy có chút tiếc nuối nhưng nàng cũng thông cảm cho nỗi khó xử của nàng ấy hứa quân giao ngồi ở một bên ghế thái sư đôi chân nhỏ ngắn ngủn lắc lư liên tục quan sát hai mẹ con hạ nương tử đồng thời nàng cũng cảm nhận được phương tỷ đang lén lút nhìn mình với đôi mắt mang đầy yêu thích khi bị nàng bắt gặp con bé vội nở một nụ cười e ấp như muốn lấy lòng. Hạ nương tử cũng phát hiện ra hành động của nữ nhi, nàng ấy không hài lòng mà liếc nhìn nữ nhi một cái, sau đó phương tỷ vội càng cúi đầu không dám nhìn nữa, nhưng trong lòng có chút tiếc nuối, sao người kia không phải tiểu biểu muội hay tiểu biểu đệ nhi? Nếu nàng có một tiểu biểu muội xinh đẹp như tiểu cô nương đó thì tốt biết bao. Lúc này, Hạ Thiệu Đình đang ở trong phòng thu dọn hành lý. Châu ca nước mắt lưng chồng ngồi bên cạnh nhìn hắn, giọng nói vô cùng đáng thương. Châu ca, không đi không được sao? Ở lại đây chơi cùng đệ. Động tác gấp quần áo của Hạ Thiệu Đình thoáng ngừng lại, nhìn thằng bé rồi nghiêm túc trả lời. Không được đâu. Cô và biểu muội đến đón huynh rồi. Để cô và biểu muội của huynh cùng ở lại đây đi, như vậy mọi người đều có thể ở bên nhau mà không cần chia xa châu ca vội vàng nói trong chốc lát hạ thiệu đình không biết nên trả lời thế nào hắn nhìn thúy văn vừa bước vào phòng với ánh mắt cầu cứu thúy văn cười khẽ đưa mấy bộ quần áo mới cho hạ thiệu đình rồi nói đây là mấy bộ quần áo mà ta và bích văn cùng làm dùng vải do địch thân phu nhân chọn cháu xem có thích không thích ạ à? cái nào cũng thích hạ thiệu đình cúi đầu trả lời vành mắt ngấn lệ giọng nói còn mang theo tiếng mũi sụt sùi. Thúy Văn vỗ lên cánh tay của thằng bé, vừa giúp thằng bé thu dọn vừa hỏi. Cháu dọn đồ xong hết chưa? Có bỏ sót gì không? Đều xong cả rồi à, tất cả đều ở đây hết rồi. Hạ Thiệu Đình dầu dĩ trả lời, hắn có chút mờ mịt khi nghĩ về những ngày sau này, vì dù sao đối với người cô này hắn chẳng hề có tí ấn tượng nào cả, cũng không biết nàng ấy có thích mình không đối xử với mình có tốt không? Thúy Văn phần nào đoán được suy nghĩ trong lòng thằng bé, mỉm cười nói. Lúc nãy ta ở phòng khách quan sát hồi lâu, thấy Hạ Nương Tử là một người hiền lành ôn hòa, phương tỷ được nàng dạy dỗ cũng là một đứa trẻ dễ chung sống. Hạ Thiệu định thoáng thở phào nhẹ nhõm. Châu ca không vui ra sức chu môi, nói. Vậy để hai người họ cũng ở nhà chúng ta là được, như thế mọi người đều được ở bên nhau không phải tốt hơn sao? Thúy Văn lắc đầu cười, dỗ dành thằng bé vài câu, sau đó mới dẫn Hạ Thiệu Đình đến gặp Nguyễn Thị. Thiếu niên ánh trăng chung sống với mình mấy tháng nay phải rời đi trong lòng hứa quân giao rất luyến tiếc, mất mát nhìn theo Hạ Thiệu Đình đang được Hạ Nương từ đưa đến trước mặt đám người Vương Thị, Nguyễn Thị tạ ơn. Cũng không biết hôm nay từ biệt, sau này nếu có cơ hội trùng phùng, hắn còn nhớ rõ bản cung không? Dù sao hay quên cũng là bản tính trời sinh của trẻ nhỏ. Đình ca, Đình ca, cái này cho huynh, sau khi về nhà huynh phải nhớ tới đệ nhé. Đệ sẽ rất nhớ rất nhớ rất nhớ huynh. Châu ca chạy, bình bịch, từ đâu đến, vội vàng nhét con hồ vào trong lòng Hạ Thiệu Đình, vẻ mặt đáng thương nói. Hạ Thiệu Đình nhận ra đây chính là con hồ bằng vải mà Châu ca thích nhất, trước kia lúc nào cũng thấy thằng bé cầm trên tay bây giờ thằng bé lại mang nó tặng cho mình khiến Hạ Thiệu Đình cảm động không thôi. Hứa quân dao cũng khẩn trương nắm chặt miếng ngọc kỳ lân trong tay, đây là món quà nàng tặng cho Hạ Thiệu Đình sau khi hỏi ý kiến của Nguyễn Thị. Còn kỳ lân bằng ngọc này cũng là một trong những pháp khí mà Nguyễn Thị đeo cho nàng vào hôm đó. Nàng nhớ rõ đời trước Hạ Thiệu Đình chết bệnh trên đường đi chinh chiến ở phía đông, mặc dù chỉ chung sống với hắn trong một đoạn thời gian ngắn nhưng nàng cũng không hề cảm thấy cơ thể hắn yếu ớt nhưng về lâu về dài không ai có thể đảm bảo cả đời không bệnh tật không đau đớn vì đây là pháp khí trừ tai họa xua đuổi tà ma nên nàng muốn tặng cho hắn hy vọng nó sẽ bảo vệ hắn đời này bình an hạ thiệu đình không ngờ rằng tiểu nha đầu cũng chuẩn bị quà cho mình ngạc nhiên không thôi cháu nhận đi đây là Bảo Nha tự mình chọn cho cháu đấy, là tâm ý của con bé đó. Nguyễn Thị mỉm cười nói. Hạ Thiệu Đình nghe xong mới dám nhận, nghĩ thật lâu, sau đó véo nhẹ lên má của Tiểu Nha đầu một cái, nhẹ nhàng căn dặn. Phải nghe lời mẹ cha, không được bắt nạt ca ca nhé. Nói xong, hắn sợ bản thân mình sẽ không nỡ, đánh dứt khoát cắn chặt răng quay người rời đi. Hạ Nương tử dắt nữ nhi hướng về đường phủ cáo tạ một lần nữa, sau đó mới nhanh chóng đuổi theo Hạ Thiệu Đình. Cùng bóng dáng ba người cũng biến mất khỏi tầm mắt của mọi người. Hứa Quân giao mừng thầm vì thiếu niên ánh trăng chủ động đến gần mình, nhưng ngay sau đó khi nghe thấy câu đừng bắt nạt Kaka, ca ca", sắc mặt của nàng đột nhiên thay đổi. Lời này có ý gì? Ơ, ờ, người đừng đi mà, người quay lại nói rõ ràng cho bản cung bản cung bắt nạt tiểu đường đại nhân lúc nào? Rõ ràng là tiểu đường đại nhân bắt nạt bản cung. Đứng lại, quay về đây nói rõ cho bản cũng. Nàng chạy về phía chàng thiếu niên kia, chạy được vài bước đã bị Nguyễn Thị nắm lấy cánh tay bế lên, hứa quân giao tức đến nỗi cả khuôn mặt tròn xoe đỏ bừng lên vì tức giận. Sau khi hạ thiệu đình rời đi, châu ca vẫn luôn ẩm ý mãi không vui. Khi trước lúc chưa có ai chơi cùng thằng bé, Thằng bé có thể một mình chọc tổ kiến cả một ngày, có thể đuổi ong bắt bướm mấy ngày trời không chán. Nhưng sau trải qua những tháng ngày vui vẻ khi có bạn chơi cùng, giờ đây khi không còn ai chơi cùng nữa khiến cho châu ca làm cái gì cũng cảm thấy không có sức sống. Nỗi buồn biệt ly của hứa quân giao sớm đã biến mất ngay từ khi chàng thiếu niên ấy nói câu, đừng bắt nạt ca ca. Hàng ngày, nàng không chơi đá cầu một mình thì sẽ chạy lung tung trong vườn và thỉnh thoảng nàng sẽ đi theo sau Nguyễn Thị Như, cái đuôi nhỏ, hoặc là nàng sẽ âm thầm phá hoại kế hoạch sinh thêm con của lão già thối. Mỗi ngày nàng đều hết sức vui vẻ. Còn đường tùng niên, sau khi ngô chi phủ bị tước mất mũ cánh chuồn và áp giải về kinh đợi ngày thẩm vấn, hắn được bổ nhiệm tạm thời giữ chức chi phủ của phủ Hà An. Đường Tùng Niên phải tốn không ít thời gian để giải quyết cục diện rối rắm mà hắn ta để lại. Hôm nay hắn không dễ dàng gì mới có một ngày rảnh rỗi, thấy bên ngoài đã đổ trận tuyết đầu mùa, hắn nhất thời tâm huyết dâng trào mang theo Nguyễn thị cùng đôi nhi nữ đi làng mơ ở ngoại thành ngắm mùa mơ đầu tiên trong mùa đông. Hứa Quân Dao mặc nhiều quần áo đến nỗi người tròn xoe như cục bột, trên người còn khoác áo choàng màu đỏ chót mà Vương thị đưa cho nắm tay nguyễn thị vui vẻ ra khỏi cổng khi trùm chiếc mũ lên đầu từ phía sau nàng trông giống như một quả bóng tròn màu đỏ trên thân còn xuất hiện hai cái chân nhìn trông vô cùng thú vị tình hình của châu ca cũng chẳng khá hơn nàng là bao hai đứa bọn họ ai cũng phải mặc nhiều hơn ngày thường hai bổ châu ca khoác một cái áo choàng cùng kiểu dáng nhưng khác màu với muội muội hai tay thằng bé giang rộng tay nắm lấy vạt áo rồi chạy nhanh như gió lúc thì luôn mồm kêu viu viu viu, lúc thì cười thật lớn. Ta là một chú chim nhỏ. Đừng chạy nhanh quá, mau quay về đây. Nguyễn Thị ở phía sau hắn giận dò. Châu ca, ơ, một tiếng, nhưng chân vẫn chạy thoăn thoát. thằng bé vỗ đôi cánh của mình rồi cười ha ha, sau đó cắm đầu cắm cổ chạy. Đột nhiên có một bàn tay to chặn ngang người và bế Châu ca lên khi thằng bé còn đang lơ mơ chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì cái mông nhỏ của mình đã bị người nọ vỗ một cái thằng bé kêu á một tiếng ngẩng đầu nhìn thì bắt gặp gương mặt nghiêm túc của phụ thân châu ca lập tức nở nụ cười lấy lòng phụ thân con mà là chú chim nhỏ thì phụ thân con chính là tay săn sao đường tùng niên bế nhi tử không vui nói sao say săn hay còn là tay săn giỏi chỉ những người có trình độ cao trong nghề săn bắn. Châu ca không hiểu tay săn là gì, vẫn giữ nguyên nụ cười lấy lòng, thằng bé cứ nhìn hắn cười mãi cười, cười, cười đến nỗi phụ thân của hắn cảm thấy không sao tức giận nổi. Thằng bé cũng chẳng thèm quan tâm cha mình là tay săn hay là chân săn nữa. Đường tùng niên vỗ mông nhi tử thêm lần nữa rồi mới thả thằng bé xuống sau đó dắt tay thằng bé đi về phía hai mẹ con Nguyễn Thị làng mơ nằm ở ngoại thành trong làng trồng rất nhiều hoa mơ đỏ mỗi năm khi hoa mơ nở rộ nơi đây sẽ thu hút rất nhiều văn nhân thi sĩ có tiếng ghé thăm bây giờ là mùa mơ đỏ đầu tiên trong năm của làng mơ vì thế đã hấp dẫn nhiều người đến đây thưởng thức trên đường đến làng mơ hứa quân giao nhìn rất nhiều xe ngựa đến đây cùng chung mục đích với gia đình nàng khi đến làng mơ trước mắt không phải là những tài tử phong lưu cô độc một mình mà bên cạnh họ còn có giai nhân bầu bạn từng đôi giai ngộ sóng đôi bên nhau vẽ nên một bức tranh mùa đông ngọt ngào đường tùng niên nhìn phu nhân ôn nhu bên cạnh trong mắt hắn ngập tràn nhu tình mật ý nhưng khi nhìn thấy hai quả bóng tròn không cùng màu sắc hắn không nhịn được mà than ngắn thở dài rõ ràng đây là cơ hội tốt đẹp để phu thê bọn họ trau dồi tình cảm tay trong tay cùng nhau đi chơi nhưng sao hắn cứ phải kéo cả nhà cùng đi để bây giờ phải dẫn theo hai tên tiểu quỷ này đi cùng người nói xem tại sao hắn lại phải có con sớm như vậy làm gì đã thế còn sinh một lúc tận hai đứa mỗi lần được ra ngoài chơi hứa quân giao đều rất hào hứng và thích thú bàn tay nhỏ bé của nàng nắm lấy tả váy của nguyễn thị ánh mắt mang theo hiếu kỳ ngó nghiêng khắp nơi đột nhiên ánh mắt của nàng bị một chiếc xe ngựa đang dừng bên cạnh đường hấp dẫn chiếc xe đó dường như gặp phải sự cố. Hai nam tử trung niên đang ngồi xổm kiểm tra. Ngay sau đó, có một nữ tử mặc y phục màu xanh từ trong thùng xe bước ra. Nàng ta nói gì đó với hai người kia, khi hứa quân dao nhìn rõ ràng dung mạo của nữ tử nàng bị giật mình sừng sốt. Kia không phải là đồ y sao? Vậy còn nữ tử mặc đồ màu xanh lam trong xe sẽ là? Nàng gắt gao nhìn chằm chằm cửa sổ xe, có lẽ nữ tử trong xe đợi lâu quá nên đang mất dần kiên nhẫn, đã thế còn bị tiếng ồn ào náo nhiệt ngoài xe thu hút. Nàng ta đẩy màn xe ra, vừa vặn để hứa quân giao nhận ra được nàng ta là ai. Người kia không phải kẻ khác mà chính là Phương Nghi. Ngay lập tức, hứa quân giao nhìn thấy hai chiếc xe khác đậu sau xe của Phương Nghi. Hai nam tử mặc đồ đen từ trên xe ngựa lần lượt bước xuống. Bọn họ bước nhanh về phía Phương Nghi rồi cung kính nói vài câu. Trong lòng Hứa Quân Dao nổi lên một đợt sóng ngầm. Phương Nghi này rốt cuộc là người thế nào? Từ những người bước xuống từ hai xe kia, Hứa Quân Dao vừa nhìn đã biết bọn họ là con nhà võ, hơn nữa võ công cũng không hề yếu. Ngay cả những người như vậy cũng phải kính cẩn trước nàng ta, vậy chỉ có thể nói lên một điều rằng thân phận của nàng ta nhất định không đơn giản, nhưng đời trước nàng ta rốt cuộc đã vào cung bằng cách nào? tại sao lại trở thành một cô cô giáo tập trong đông cung không lâu sau xe ngựa của phương nghi đã được sửa xong hứa quân giao nhìn thấy bọn họ chuẩn bị rời đi trong lòng càng thêm khẩn trương vội gọi ngôn vũ ngôn vũ ngáp dài đáp lại hứa quân giao vội vàng phân phó nhanh nhanh đi theo xe ngựa kia rồi nhìn xem hai vị nữ tử trong xe kia rốt cuộc là ai muốn làm cái gì Ngôn vũ nhìn theo hướng chỉ của nàng, bỗng nhiên cảm thấy toàn thân lạnh buốt, tự nhiên nảy sinh một loại sợ hãi thâm nhập vào tận xương tủy, cổ họng run rẩy nói. Không, không, ta không đi đâu, ta không đi đâu, đừng gọi ta, đừng gọi ta, đừng gọi ta, ta không đi, không đi. Hứa quân dao nghe ra trong giọng nói của nàng ta chứa đầy sợ hãi, nàng thoáng ngây người, cùng lúc đó xe ngựa của Phương Nghi đã lăn bánh rời đi bảo nha, đi thôi. Nguyễn Thị nhẹ nhàng đưa tay giật giật cây mũ trên đầu của nữ nhi, sau đó dắt tay con bé đi theo sau đường tùng niên tiến vào cổng làng. Hứa quân dao vừa đi vừa ngoái đầu nhìn về phía chiếc xe ngựa đã biến mất trong làn tuyết, sau đó vẻ mặt trở nên đăm chiêu khi ngẫm nghĩ âm thanh run rẩy của ngôn vũ khi nãy. chương 32, bản cung đã trở lại. Nàng biết chắc chắn thân phận của Phương Nghi không đơn giản, song nàng vẫn không đoán ra nàng ta vào đông cũng với âm mưu đen tối nào. Vào thời của Thái Tổ Thái Tống, triều đình sẽ tuyển chọn những nữ tử có vẻ ngoài xuất chúng trong dân gian để sung vào cung. Phương Nghi là người có tướng mạo nổi bật, muốn tiến cung cũng không phải điều gì khó, nếu như đời này nàng ta vẫn muốn tiến cung ắt sẽ đi theo con đường của đời trước. Vậy thì nàng có thể dựa vào đó để điều tra xem nàng ta được quan địa phương nào tiến cử, nàng muốn nhìn xem liệu mình có thể nhổ được cây cổ cải và kéo được đống bùn bên dưới lên không còn cả môn vũ nữa nàng chớp đôi mắt nỗi sợ hãi của môn vũ đã bộc lộ hoàn toàn trong âm thanh run rẩy ngày đó nhưng rốt cuộc nàng ta đang sợ cái gì trước đó nàng còn chưa từng thấy nàng ta sợ cái gì mãnh liệt như vậy cho dù ngày thường nàng ta luôn mồm nói sợ này sợ nọ nhưng lần này biểu hiện của nàng ta không giống với những lần sợ hãi trước đó đúng vậy sợ hãi đó là một loại sợ hãi đến nỗi kinh hồn bạt vía tựa như nếu nàng còn tiếp tục ép nàng ta đi theo những người kia nàng ta sẽ hoàn toàn suy sụp nàng không thể không hoài nghi rốt cuộc môn vũ và đám người phương nghi có quan hệ gì bảo nha đang nhìn gì thế thấy nữ nhi đi ba bước ngoảnh đầu một lần nguyễn thị buồn cười chọc vào má con bé hứa quân giao bình tĩnh lại cũng không nói thật với nàng ấy nàng chỉ cười tít mắt lanh lợi nói nhìn nương người xinh đẹp nhất nguyễn thị ngẩn ra Đường Tùng Niên đứng bên cạnh cười ra tiếng. Ý của tiểu nha đầu là con bé nhìn bao nhiêu người ở đây, vẫn thấy nương nó đẹp nhất. Khuôn mặt thanh tú của Nguyễn Thị ửng hồng, nhìn phu quân mang theo ý của trách, sau đó ngón tay gõ nhẹ lên môi tiểu nha đầu, chiều mến nói. Hôm nay con lén ăn kẹo mận phải không? Sau khi không cái mồm lại ngọt vậy. Hứa quân giao tiếp tục nhìn nàng ấy cười hớn hở người đến nỗi lúm đồng tiền in sâu trên má. Đường Tùng Niên đứng nhìn mà ngứa hết cả tay. Lúc này hắn chỉ muốn tiến lên chọc vào má con bé. Muội muội lén ăn kẹo mật à? Châu ca được phụ thân nắm tay, nuốt nước miếng ửng ực, thèm thuồng hỏi. Đường Tùng Niên không hài lòng nhìn thằng bé, nói: Muội muội con nào có giống con, chỉ biết ăn thôi. Châu ca không thấy buồn mà còn cười ha thằng bé nhân lúc cha mẹ không chú ý lén lút lách tới bên cạnh muội muội miệng kề sát tay thì thầm hỏi bảo nha ơi kẹo đường để ở đâu thế hứa quân dao không nhịn được mà bật cười ra tiếng tiếng cười của nàng đã thu hút sự chú ý của đường tùng niên và nguyễn thị châu ca đang thì thầm gì với muội muội vậy nguyên thị cười hỏi châu ca mặt đỏ bừng lắc đầu nguầy nguậy khoát tay nói không à, không à con có nói thầm gì đâu. Nguyễn Thị cũng không hỏi thêm, chỉ cười dịu dàng rồi nắm tay thằng bé, còn đường tùng niên thì bế nữ nhi lên để tránh tiểu nha đầu đi lạc mất. Hứa quân dao ngẩng mặt lên, ngắm nhìn những bông tuyết đang phủ trắng cả vườn mơ, những bông tuyết màu trắng rơi lả tả trên đầu, trên vai nàng. Những cảnh mơ khẳng khiêu đung đưa nghênh đón từng đợt gió tuyết, chúng dường như đang hiến tặng du khách một vũ điệu đẹp nhất hương thơm quyến rũ nhất. Nàng duỗi tay đón lấy một bông hoa mơ từ trên cành rơi xuống, khuôn mặt bất giác nở nụ cười làm sao động gió xuân. Đường tùng niên không bỏ sót bất kỳ biểu cảm nào trên mặt nữ nhi, hắn cũng cười theo, sau đó nhìn tiểu nha đầu đưa bông hoa mà con bé đón được cho Nguyễn Thị, ngọt ngào nói. Cho nương. Nguyễn Thị thoáng giật mình, nhận lấy cười nói. Nương cảm ơn bảo nha nhé. Hứa quân dao cong môi, dục Cài lên xinh đẹp. Trên búi tóc Nguyễn Thị cài một cái châm bạc đơn giản, tay đeo một đôi bông tai chân châu, ngoài ra không còn có thêm một đồ trang sức nào khác. Đây cũng là thói quen mà nàng ấy đã hình thành từ khi châu ca ra đời, bởi vì nàng cho rằng bên cạnh có trẻ nhỏ, trang sức trên người bớt được bao nhiêu thì bớt. Nàng nghĩ thế cũng bởi vì vào lúc châu ca được một tuổi, trong lúc nghịch ngợm thằng bé đã túm lấy châm phượng trên đầu nàng, sau đó không cẩn thận bị châm phượng quẹt qua tay. Sau lần đó nàng nhận một bài học thâm thía không bao giờ quên. Đường tùng niên khẽ cười, cầm lấy bông hoa mơ trên tay Nguyễn Thị, tự tay cài lên búi tóc như vân của nàng, sau đó lui ra sau, nghiêm túc ngắm ghía một phen rồi mới hài lòng gật đầu, tự hào nói. Bao nha quả thật là có con mặt tinh tường sau khi nương con cài lên thì càng đẹp hơn. Hứa quân dao đắc ý nhách môi, má lúng cũng hiện lên rõ nét, lanh lành nói. Đẹp quá. Nữ tử trước mắt này, nàng ấy có một cốt cách thanh cao, má hồng tóc đen, mắt sáng như sao, môi đỏ như chu sa, đặc biệt hơn là ở sâu bên trong nàng ấy có một vẻ đẹp ôn nhu hiếm có, khiến người khác nhìn thấy mà quên đi những điều thô tục, trong lòng không khỏi sinh ra cảm giác thân thiết nguyễn thị bị hai cha con khen đến nỗi có chút ngượng ngùng gương mặt thanh tú đỏ ửng sóng mắt lăn tăn nàng e thẹn nhìn về phía nam tử đang cùng nữ nhi làm trò với ánh mắt của trách đường tùng niên bị nàng của trách đến nỗi toàn thân khoan khoái dễ chịu kép giọng cười lớn châu ca không cam lòng bị bỏ lại phía sau thằng bé thoát ra khỏi tay nguyễn thị chạy đến hứng lấy những bông hoa mơ đang bay trong không trung mặc dù bàn tay nhỏ vung lung tung nhưng sau đó vẫn nắm được một bông thằng bé vui mừng chạy về phía mẫu thân giòn giã nói nương con cũng có con cũng có cái này cho người hứa quân giao lườm hắn một cái trong lòng hừ nhẹ một tiếng muốn tranh sủng với bản cung sao tiểu đường đại nhân quả thực không biết tự lượng sức mình nguyên thị không muốn phụ lòng tốt của nhi tử nhẹ nhàng nói tiếng cảm rồi cầm lấy bông hoa đã bị biến dạng. Sau đó nghiêm túc dạy dỗ tiểu tử này sau này ra ngoài không được tự ý vùng ra khỏi tay người nhà, để tránh bị đi lạc. Châu ca cúi đầu, kéo dài âm cuối trả lời. Vâng, à à. Con nhớ rồi à à. Nguyễn Thị xoa đầu thằng bé, ngồi sống trước người hắn mỉm cười, nhẹ nhàng nói. Châu ca giúp mẫu thân cài lên có được không? mắt châu ca sáng lên, vui đến nỗi nhảy cẫng lên, cầm lấy bông hoa mà mình tặng cho mẫu thân, trả lời dõng dạc. Được ạ. À. Đường Tùng Niên lắc đầu cười. Phu nhân quá nuông chiều các con rồi, địa vị của hắn ở trong lòng phu nhân cứ như thế mà bị hai tên tiểu quỷ này cướp mất, thật sự là một câu chuyện khiến lòng người chua xót. Hứa quân dao nhìn trên bối tóc của Nguyễn Thị xuất hiện thêm một bông hoa mơ te tua, chỉ đành lặng lẽ thở dài. Châu ca chẳng thèm quan tâm nàng nghĩ cái gì, thằng bé tung tăng kéo cánh tay của Nguyễn Thị, chiếc mũ trùm sau lưng cũng nảy lên theo động tác của thằng bé, trông giống như một con thỏ tinh nghịch. Đường Tùng Niên ôm nữ nhi sóng bước cùng thê nhi, thỉnh thoảng thấp giọng cùng tán gẫu Nguyễn Thị về cảnh đẹp trước mặt, hoặc là trêu chọc hai đứa con, một nhà bọn họ vui vẻ hòa thuận, tiếng cười nói không ngớt bốn bóng người cao thấp dựa sát vào nhau giống như bông tuyết trắng và hoa mơ dần dần hòa vào nhau. Hứa quân giao không ngờ rằng sẽ gặp phải Phương Nghi và đám người đổ y, vốn còn cho rằng các nàng đã ngồi xe ngựa rời đi, trong lúc nàng lơ đãng ngẩng đầu đập vào mắt chính là Phương Nghi và đổ y đứng dưới gốc cây mơ đang nói chuyện với ai đó, trên tay đổ y hình như còn bế một đứa trẻ, do khoảng cách quá xa nên hứa quân giao không nhìn rõ thằng bé là ai. Phương Nghi nghe thấy tiếng bước chân thì ngẩng đầu nhìn lên, gương mặt hoảng hốt, nhưng mau chóng trở về trạng thái ban đầu, nàng ta tiếp tục nhỏ giọng phân phó vài câu. Chủ tử, tiểu nha đầu kia cũng ở đây. Đồ y ép phỏng nó. Nơi này vẫn là phạm vi của huyện An Bình, đường Tùng Niên vẫn là An Bình huyện lệnh, cả nhà bọn họ xuất hiện ở đây cũng không có gì lạ. Phương Nghi thản nhiên nói đồ y xốp lại đưa trẻ có khuôn mặt xanh xao trong lòng sau đó liếc nhìn gia đình bốn người hạnh phúc ở đằng xa không cam lòng nói nếu không phải phương nghi biết nàng ta muốn nói gì vội cắt ngang lời được rồi đừng nói nữa tất cả đều là ý trời nằm ngoài phạm vi của con người vẫn may chúng ta còn có hy vọng đi thôi trận tuyết này càng lúc càng lớn đứa bé này sắp không chịu nổi rồi đồ y thưa một tiếng Trừng ánh mắt quán hận về phía gia đình kia, sau đó mới ôm chặt đứa trẻ trong lòng đi sau Phương Nghi và rời đi. Hứa quân dao vẫn luôn bình tĩnh quan sát bọn họ, nàng cũng cảm nhận được ánh mắt bất thiện, tâm tối của đồ y. Hai người này, rốt cuộc muốn làm gì? Có mục đích gì? Khi gia đình bốn người đường Tùng Niên về tới phủ đã là lúc lên đèn, Vương Thị thấy bọn họ cuối cùng cũng về thì nhẹ nhàng thở ra. Khách cứ nhi tử. Sao đến giờ này mới về? Sau buổi trưa tuyết rơi càng ngày càng nhiều, thời tiết cũng ngày càng lạnh, hai đứa con không sợ bọn trẻ bị lạnh hà. Đường Tùng Niên cười. Bọn con đã quay về phủ từ sớm, chẳng qua tuyết rơi dày quá khiến đường không dễ đi, con cũng không dám bảo Sa Phu đánh xe quá nhanh, cho nên mới về muộn một chút. Nương yên tâm, a như đã sớm chuẩn bị thêm mấy bộ y phục, nàng đã mặc cho chúng nó rồi, không sợ lạnh đâu à. Vương thị vẫn không yên tâm, vội phân phó hạ ma ma đi chuẩn bị canh gừng, đích thân giám sát bọn họ uống. Mặc dù hứa quân giao không thích mùi vị của canh gừng, nhưng biết rõ nó có lợi cho sức khỏe vì thế đành phải bóp mũi uống. Ngược lại là Châu Ca, thằng bé thả chết chứ không chịu uống, nhân lúc mọi người không chú ý vội vàng chạy mất hút, thành công đào thoát khỏi hiện trường. Đứa trẻ này thật là giống hệt con hồi bé vừa nhìn thấy canh gừng là chạy thẳng cẳng, gọi cũng gọi không được. Vương thị lắc đầu thở dài bất lực, chừng mắt nhìn nhi tử. Đường tùng niên sờ mũi, không nói gì cả. Hứa quân giao nghe đến hăng say, đặc biệt là lúc vương thị của trách nhi tử, lúng đồng tiền hai bên má lúc ẩn lúc hiện, vừa nhìn đã biết tâm trạng nàng đang rất tốt. Vào ban đêm lúc không có người, hứa quân giao gọi môn vũ ra, định hỏi nàng ta về nguyên do của nỗi sợ ban sáng. Ngôn vũ dường như cũng biết nàng muốn hỏi gì, nàng ta chỉ cúi đầu vặn cổ tay áo, chính là cái bộ dạng đáng thương khi làm việc sai trái bị người ta bắt ngay tại trận. Hứa quân giao không trùn bước trước cái trò này của nàng ta, lạnh mặt hỏi. Ngươi và đám người sáng nay có quan hệ gì? Tại sao lại sợ các nàng như vậy? Ngôn vũ vừa nghe đã quính cả lên, lắc đầu khoát tay loạn xòa, nói. Không, không phải, ta và các nàng chẳng có quan hệ gì cả, thật đấy, một chút cũng không. Ta hoàn toàn không biết các nàng. Thật sao? Nếu đã không quen các nàng, thì ngươi sợ cái gì? Chẳng lẽ sợ người ta ăn ngươi hử? Hứa quân giao tỏ vẻ hoài nghi. Ngôn vũ ngây ra. Ừ ha, ta có bức bọn họ đâu, sao lại sợ hãi như thế nhỉ? Hình như, hình như nàng ta cứ hình như một lúc vẫn không thốt ra lời, hứa quân giao nghe mà gấp dùm, nhưng vẫn nhẫn nại đợi câu trả lời từ nàng ta. vẻ mặt quả quyết muốn làm rõ sự thật. ngôn vũ hình như nửa ngày, vẻ mặt ngày càng mờ mịt, mông lung. hứa quân giao cau mày cũng càng lúc nàng chặt, nỗi nghi ngờ trong lòng cũng càng lúc càng lớn. ngôn vũ chẳng nhớ được gì nên cũng chẳng biết đám người phương nghi là ai nhưng thâm tâm nàng ta vẫn luôn cất giấu nỗi sợ sâu sắc về đám người đó, khiến cho nàng ta dù không nhớ gì cả, nhưng cơ thể vẫn thành thực bộc lộ nỗi sợ hãi sâu sắc này. Nhìn dáng điệu khép nép của môn vũ, nàng nhớ đến dáng vẻ đời trước của mình, trừ tính tình trái ngược ra thì cái gì cũng giống. Điều trùng hợp hơn nữa là nàng ta và mình đề tồn tại một mối liên hệ nào đó với Phương Nghi. Từ trước đến giờ hứa quân giao không bao giờ tin vào sự trùng hợp ngẫu nhiên, đặc biệt là loại trùng hợp xảy ra với hai người giống nhau. Nàng có đầy đủ lý do để nghi ngờ đã có ai đó ở giữa cố ý thao túng. Ngôn vũ ôm đầu ngồi xổm ngẩng gương mặt tội nghiệp lên nói. Giao giao, ta thật sự không nhớ gì cả, cũng không quen đám người kia. Ta cũng chẳng biết vì sao mình lại sợ bọn họ như thế. Lúc người chỉ bọn họ cho ta xem, ta vừa nhìn thấy bọn họ đã cảm thất rất sợ, rất sợ. Ngươi sợ bọn họ vì bọn họ có nhiều người, hay sợ một trong hai người trong đám kia? Hứa quân giao dò hỏi. Ngôn vũ cố gắng nhớ lại, cơ thể hơi run rẩy, vẻ mặt càng thêm mờ mịt. Ta, hình như ta chẳng thấy rõ ai cả, lại hình như nhìn thấy một người rất đáng sợ. Hứa quân giao cạn lời, nhưng vẫn không nản lòng. Không sao cả, môn vũ ở bên cạnh nàng còn phương nghi và Đổ y nếu các nàng vẫn đi theo con đường cửa đời trước thì nàng sẽ có cơ hội điều tra minh bạch mọi chuyện một ngày này đường tùng niên đón tiếp khâm sai đại nhân một người đã từng cùng hắn chinh chiến dưới trướng của tiền thụy vương cũng chính là tân thái tử hiện tại trong thư phòng truyền ra tiếng cười to sảng khoái của nam tử khâm sai đại nhân vóc người to lớn cường tráng vỗ lên vai của đường tùng niên từ biệt nhiều năm, nhìn đệ ngày càng giống thư sinh mặt trắng rồi đó. Đường Tùng Niên mỉm cười nói. Phong thái của Vi Huynh vẫn giống năm đó, chỉ là đệ không hiểu tại sao Huynh vốn đang từ một đại tướng quân tương lai lại biến thành khâm sai đại nhân tuần tra lại chỉ. Sao? Sao? Vậy chỉ, chức quan đánh giá, xem xét, giám sát tác phong và quy tín của quan lại thời xưa. Đường Tùng Niên quan tâm hỏi. Thời gian trước đệ có nghe nói kỳ đại nhân bị đi đầy, không biết đã xảy ra chuyện gì. Vì lương cười gần một tiếng, trả lời. Chẳng qua là một khổ nhục đế do phế thái tử tự biên tự diễn, muốn mượn tay kỳ đại nhân một mẻ hút gọn người của thái tử chúng ta. Kỳ đại nhân phải chịu oan khuất, nhưng cũng may ông trời có mắt không để gian kế của bọn họ thực hiện được. Trước đó không lâu thái tử đã phái người đi đón kỳ đại nhân về, có lẽ cũng sắp về đến kinh thành rồi như vậy thì tốt đường tùng niên thật ra cũng đoán được ít nhiều chân tướng bây giờ có người xác thực thì không khỏi thầm than một tiếng huynh đệ trong nhà bất hòa cục diện sẽ trở thành như vậy nói đến đây làm hắn nhớ đến huynh trưởng đường bách niên của mình lại không nhịn được mà thở dài phế thế tử và thái tử là huynh đệ cùng mẹ mà còn như vậy thì hắn và đại ca còn là huynh đệ cùng cha khác mẹ sau này sẽ ra sao đây vì lương thấy hắn vẻ mặt trầm hẳn đi, ngẫm nghĩ một lúc thì chợt hiểu ra. Suy cho cùng mới đây chính mình tự tay tước đi chức quan của đường Bách Niên. Nhưng dù sao đây cũng là chuyện giữa hai huynh đệ bọn họ, một người ngoài như hắn cũng không tiện nói nhiều đành uyên chuyên đôi đề tài. Đường Tùng Niên lấy lại tinh thần, hai người ôn lại vài chuyện cũ một hồi, sau đó Vi Lương nói với vẻ mặt trịnh trọng. Khi phế thái tử và thái tử xảy ra tranh chấp, thái tử đã hoài nghi bên cạnh phế thái tử che giấu tàn dư của tiền triều. Chẳng qua lúc đó tình hình cấp bách, Điện Hạ không thể phân tâm, cũng không không có thời gian để điều tra sâu hơn. Đến tận sau khi phế thái tử chết, Điện Hạ đã bố trí một cái bẫy, không ngờ lại bắt được không ít tàn dư của tiền triều, chỉ tiếc những kẻ kia đều là người cứng rắn, sau khi xa lưới đã uống thuốc độc tự sát luôn. Đường Tùng Niên dùng mình Bọn họ đều là những kẻ cùng đường mạt lộ, nếu không diệt trừ trịa để, ngày sau ắt xé trở thành đại hòa. Sao Điện Hà không biết chứ, nhưng đám người đó thật sự quá đối gian xảo, lại còn không ai sợ chết, bọn họ có thể lấy mạng đổi mạng, hy sinh vì đồng bọn, cuối cùng một nửa số tàn sư đã chạy thoát, Vi Lương giận dữ nói. Lần này ta đến cũng là vì muốn tìm cơ hội để điều tra tung tích của bọn họ, tiếc là không thu hoạch được gì. Vi Lương thở dài nói đường tùng niên nhiều mày âm thầm suy xét phụ thân ơi tiếng gọi non nớt của châu ca vang lên làm cắt ngang dòng suy tư của hắn vì lương nghe thấy hai tiếng phụ thân trong trẻo thì cười ha ha nói là nhi tử của đệ hả mau gọi thằng bé vào đây ta nhìn chút coi đường tùng niên cười bất lực là thằng bé sắp năm tuổi rồi thường ngày bướng bỉnh lắm, được cái lanh mồm lanh miệng biết giả đò ngoan ngoãn để lấy lòng bà nội và nương, được chiều quen rồi, giờ không bi. Lúc này, Châu Ca đã đẩy cửa đi vào, thằng bé bước qua thềm cửa, chạy, bình bịch, về phía đường Tùng Niên, trên mặt mang theo nụ cười vui vẻ. Ngày càng không có phép tắc, còn không mau qua đây chào bác Vi đi. Đường Tùng Niên cố ý nghiêm mặt giáo huấn. Châu Ca chớp chớp đôi mắt, tuy nhìn thấy trong phòng còn có một người bác lạ mặt nhưng thằng bé vẫn ngoan ngoãn đi đến trước mặt vi lương lễ phép nói cháu chào bác vi à vi lương cười ha ha xoa đầu thằng bé ngoan lắm nhóc con nói xong vi lương lấy ngọc bội đeo ở thắt lưng đưa cho thằng bé làm quà gặp mặt châu ca không vội nhân lấy mà nhìn đường tùng niên thăm dò ý kiến đường tùng niên gật đầu cười còn không mau cảm ơn bác đi châu ca đưa hai tay đón lấy tiếng nói giòn giã cháu cảm ơn bác à vì lương nhìn mà yêu thích nói đùa vài câu với thằng bé sau khi nhìn sắc trời đã không còn sớm mới cáo từ rời đi đường tùng niên đích thân tiễn hắn ra cửa châu ca cũng lon ton đi theo sau bọn họ nói đi con đến tìm cha làm gì đợi sau khi cố nhân đã rời đi Đường tùng niên mới liếc nhìn cái đuôi phía sau mình. Hắn còn lâu mới tin thằng bé đến thư phòng tìm mình mà không có mục đích. Châu ca nhoẻn miệng nhìn hắn cười, ánh mắt sáng rực. Muội muội muốn ăn hạt rẻ nướng, đặt trên bếp bò nướng, vừa nướng là thơm phương phức. Nói đến đây, thằng bé đã nuốt nước miếng ưng ực, trong mắt tràn ngập mong đợi. Đường tùng niên tức giận nói, là muội muội muốn ăn hay là con muốn ăn đặt lên bếp lò nướng lại còn vừa nướng là thơm phương phức nữa chứ năm ngoái hắn chỉ tiện tay nướng một ít hạt rẻ thế mà năm nay thằng nhóc này vẫn còn nhớ kỹ mùi vị kia châu ca giả bộ vô tội là muội muội muốn ăn à con nói với muội muội hạt rẻ thơm thơm ngọt ngọt nướng ăn ngon vô cùng thế là muội muội nói muốn ăn thằng bé bổ sung thêm một câu Đường Tùng Niên lắc đầu, cũng không hỏi thêm. Hắn biết Tòng là thằng nhóc này thèm ăn, rồi cố ý đổ cho muội muội, muốn mượn danh nghĩa của tiểu nha đầu để nói lên nỗi lòng của mình. Ngặt nỗi, phu nhân vẫn luôn không đồng ý cho hắn ăn đồ nướng. Hắn biết nhi tử mình đã dùng chiêu này đến thuần thục, nhưng hắn cứ mắt nhắm mắt mở cho qua, nếu không làm ảnh hưởng đến ai thì hắn sẽ giả vờ như không biết gì cả, sau đó cố gắng thỏa mãn thằng bé. Thời gian thấm thoát trôi qua, không biết từ lúc nào, Châu Ca vốn mỗi ngày có thể ở nhà tung tăng chạy nhảy, cũng chính thức bắt đầu học vỡ lòng. Mỗi ngày thằng bé đều phải hoàn thành nhiệm vụ đọc sách viết chữ, không còn có thời gian chạy nhảy nô đùa cả ngày như trước đây nữa. Hứa quân dao đã có thể chạy thật nhanh bằng đôi chân ngắn tủn của mình, nói chuyện cũng lưu loát hơn rất nhiều, chẳng qua thân hình mập mạp vẫn chưa thay đổi gì nhiều. Bây giờ đường Tùng Niên cũng vừa hết nhiệm kỳ, chuẩn bị ngày vào kinh báo cáo công tác. Nhà trong kinh thành mới chính là nhà cũ của đường gia chúng ta. Năm đó phụ thân bất đắc dĩ mới phải đưa cả nhà đến phủ Hà An, tòa nhà trong kinh chỉ giữ lại một lão bộc để trông coi. Mấy năm nay vẫn luôn phái người đến quét dọn, năm ngoái cả nhà đại ca vào kinh đá dọn vào đấy ở. Nếu bây giờ ta có thể ở lại kinh thành, nhà ta sẽ vào nhà cũ ở. Còn nếu bị điều đến chỗ khác, đến lúc đó sẽ tính sau. Để tránh nương và bọn trẻ phải bôn ba, chi bằng mọi người cứ ở lại nhà cũ ở Hà An Phủ, để một mình ta vào kinh báo cáo trước. Bao giờ sắp xếp xong mọi việc, ta sẽ phái người đến đón mọi người, đường Tùng Niên nói dự định của mình cho phu nhân nghe. Nguyễn Thị suy nghĩ một hồi, đang định gật đầu thì hứa quân giao bên cạnh đã quính lên nói. Không được, không được. Muốn đi kinh thành cơ, muốn đi kinh thành cơ. Lão già thối chắc chắn sẽ được ở lại trong kinh, bản cung cũng phải đi cùng hắn để còn ngắm nhìn kinh thành dưới sự trị vì của Thái Tông Hoàng đế. Đường Tùng Niên bất ngờ trước thái độ khẩn thiết của con bé, cười nói. Bảo Nha muốn đi kinh thành hả? Muốn đi, muốn đi. Muốn đi cùng phụ thân. Hứa quân dao kéo bàn tay to lớn của hắn, lắc lắc làm nũng, đôi mắt chớp chớp muốn bao nhiêu đáng yêu thì có bấy nhiêu. Muốn đạt được mục đích thì phải co được giãn được, vào thời khắc tất yếu phải bỏ xuống cái tôi. Đây chính là kinh nghiệm mà đời trước nàng tổng kết ra, đời này dùng nó để đối phó với lão già thối có vẻ như đạt được hiệu quả không tồi. Quả nhiên, đường tùng niên vừa nhìn thấy tiểu nha đầu làm nũng thì đã chịu không nổi, hắn véo cái má mũm mĩm của con bé, thay đổi chủ ý của mình mà không thèm quan tâm tới nguyên tắc như vậy cũng tốt nếu như không thể ở lại kinh chúng ta cứ coi như cả nhà đến kinh thành thăm thú cũng không uống phí chuyến đi này nguyễn thị nhìn hắn một cách bất lực ý đường tùng niên đã quyết vương thị đương nhiên nghe lời nhi tử châu ca thì khỏi phải nói nghe nói sắp được vào kinh chơi thằng bé vui vẻ chạy loạn vài vòng sau đó vừa nghe thấy lộ trình từ đây đi đến kinh thành ít nhất phải đi hơn hai tháng thằng bé vui đến nỗi lộn nhào mấy cái tốt quá Tốt quá đi. Vậy là trong hai tháng này mình không cần ngày ngày đọc sách viết chữ rồi. Hứa quân giao phấn khởi đến nỗi gương mặt ửng hồng, ánh mắt sáng như sao. Cuối cùng cũng được trở về Kinh Thành, đời trước nàng đã chết ở Kinh Thành, chết khi sắp trèo lên ngôi vị hoàng hậu, đời này nàng chắc chắn sẽ không dẫm lên vết xe đổ đó nữa. Nếu như còn ai dám ngáng đường bản cung, bản cung sẽ khiến các nàng biết hai chữ hối hận viết thế nào đầu xuân hoa đào đua nhau khoe sắc, khắp trốn bao phủ trong hơi thở mùa xuân. Vào một ngày nào đó trở xanh mây trắng, cả nhà đường Tùng Niên đã đến Kinh Thành. Trên phố người đến người đi tấp nập, tiếng giao hàng vang vọng khắp mọi nơi, tiếng kỳ kèo mặc cả của người đi đường, thỉnh thoảng còn có tiếng cười đùa của những đứa trẻ. Hứa quân dao lén lút vén rèm xe lên ngắm nhìn một nơi vừa quen thuộc lại vừa xa la, trong mắt nàng tràn đầy hoài niệm không ngờ có một ngày bản cung sẽ dùng thân phận nữ nhi của lão già thối để trở lại kinh thành từng khuôn mặt hiện lên trong đầu nàng hoàng đế lương hoàng hậu hồ ly phi thẩm tiệp dư thậm chí còn có vị đường muội hiện nay của nàng người từng là đường lương đệ của đông cung cũng chính là đường sung dung của hậu cung sau này đôi mắt nàng sáng rực lên ẩn sâu trong đáy mắt là sự hưng phấn kỳ lạ kinh thành, bản cung đã trở lại. chương 33, Hoàng hậu nương nương, đã lâu không gặp. Không được ló đầu ra ngoài. Nguyễn Thị duỗi tay giữ chán nữ nhi, nhẹ nhàng ấn đầu con bé quay lại trong xe. Màn xe một lần nữa được buông xuống che đi cảnh tượng náo nhiệt phồn hoa bên ngoài. Hứa quân giao ngoan ngoãn dựa sát vào Nguyễn Thị, còn Châu Ca ngồi cạnh nàng ấy đang bị thu hút bởi sự náo nhiệt của kinh thành, cái mông nhỏ ngồi không yên, hết xê chỗ này lại dịch sang chỗ kia. Nương ơi, con muối cưỡi ngựa cùng phụ thân. Thằng bé nói. Như thế không được đâu, con phải nghe lời ngồi yên như muội muội. chúng ta sắp đến nhà rồi. Nguyễn Thị kiên quyết từ chối lời đề nghị của Nhi Tử với giọng dịu dàng. Châu ca cảm thấy hơi thất vọng, nhưng cũng không hề khóc lóc làm loạn. Thằng bé chỉ than thở vài câu, một lát sau lại thắc mắc hỏi. Nương ơi, nhà chúng ta bao giờ mới chuyển đến Kinh Thành à? Nguyễn Thị xoa đầu thằng bé, nhẫn nại đáp. Khi ông nội con còn sống, nhà chúng ta vốn sống ở Kinh Thành, chỉ là về sau xảy ra chút việc nên chúng ta tạm thời không thể ở lại đây mà phải chuyển đến Hà An Phủ. Châu Ca tiếp tục hỏi. Đã có chuyện gì xảy ra mà không thể ở lại ạ? À? Lúc đó có một vài người xấu luôn ỉ vào thế lực của bản thân, tìm đến nhà chúng ta phá hoại, Ông nội con không thể chịu nổi sự quấy nhiễu này nên đành phải lựa chọn rời đi. Châu Ca ồ, một tiếng gặng hỏi. Bây giờ đám người xấu kia bị đuổi đi hết rồi à? Đuổi đi hết rồi, Hoàng đế Bệ hạ mang theo người đến tống cổ tất cả bọn họ đi rồi. Hoàng đế Bệ hạ lợi hại quá đi. Châu Ca thán phục một tiếng, trong ánh mắt tràn đầy ngưỡng mộ. Nguyễn Thị cười nhẹ, véo má nhi tử đầy yêu thương. Hứa quân dao chớp mắt lắng nghe hai mẹ con Nguyễn Thị nói chuyện. Thỉnh thoảng nàng sẽ ngẩng đầu nhìn gương mặt dịu dàng của Nguyễn Thị, rồi lại nhìn gương mặt ngây thơ của Châu Ca, đôi môi nhếch lên, nhoẻn miệng cười mà không hay biết. Họ của bao phu nhân và tính cách của bản thân nàng ấy thật sự quá hợp nhau. Nguyễn và Nguyễn, sao, lão già thối gian xảo như thế mà có thể lấy được một vị phu nhân như vậy, quả thật là được tổ tiên ban phúc sao gốc doan và doan hai từ này có cùng cách phát âm doan trong khi đó có nghĩa là mềm câu nói mang ý liên tường họ của nguyễn thị như nói lên con người nàng ấy vậy mềm mại dịu dàng mỗi khi nghĩ đến đời trước nguyễn thị chết sớm nỗi đau lại nhen nhóm trong lòng nàng rồi nàng bỗng cảm thấy mình may mắn may mắn vì bản thân có thể thay thế đứa con đã mất của nàng ấy sống lại không đến nỗi để cho nữ tử yếu đuối như nàng ấy phải trải qua nỗi đau mất con, sau cùng quá mức thương tâm mà chết. Sau khi xe ngựa chạy vào thành đi chừng nửa canh giờ thì dừng lại, ngay sau đó giọng của đường tùng niên vang lên bên ngoài. Phu nhân, đến nơi rồi. Màn xe được vén lên, đầu tiên đường tùng niên duỗi tay đỡ Nguyễn Thị bước xuống, sau đó đến lượt hứa quân giao, lúc hắn đang định quay lại ôm nhi tử thì châu ca đã bịch một cái nhảy từ trên xe ngựa xuống dọa cho nguyễn thị và vương thị hết hồn mặt mày tái mét nhưng thằng nhóc lại nghĩ rằng mình chất lắm đắc chí nhướn mày nhìn muội muội sau đó hai tay chống nạnh cười ha ha lúc thằng bé định nói vài câu khoa trương thanh thế cái mông nhỏ bị vỗ một cái bên tai vang lên tiếng quở mắng của phụ thân thằng nhóc thối tha này cao như thế mà dám nhảy xuống còn không cần đôi chân này nữa rồi phải không còn chưa kịp khoe mẽ với muội muội thì đã bị ăn đánh châu ca buồn dầu cau mũi ngoan ngoãn cúi đầu nghe phụ thân dạy bảo không dám cãi lại một câu hứa quân dao ngẩng đầu nhìn đèn lồng treo ở hai bên cổng lớn trên đèn lông đều viết một chữ đường thật to cổng lớn treo hoành phi sao chính giữa viết hai chữ cỡ lớn nét bút rắn giỏi mạnh mẽ đường phù sao, hoành phi là những tấm biển gỗ có hình thức trình bày theo chiều ngang treo trên cao bên ngoài các gian thờ tại đình chùa, từ đường, cổng lớn. Nơi mà các đại thần trong chiều sau này ra vào tập nập, đời này lại trở thành nhà của nàng. Thật sự làm cho người ta phải bất ngờ. Đột nhiên, cơ thể nàng nhẹ hẫng một cái, thoát cai đã bị đường tùng niên bế lên, một bên tay nàng buông thõng, tay còn lại thì vòng qua cổ đường tùng niên, sau đó được hắn bế vào cổng phủ. Lão bộc già trong phủ đã nhận được thông báo từ trước, hiện giờ đang ở trước cổng nghênh đón cả nhà bọn họ. Lão bộc vừa nhìn thấy tam Công tử lớn lên giống hệt phụ thân, thậm chí còn xuất sắc, có khí chất hơn phụ thân hắn năm xưa, đôi mắt già cỗi đục ngầu nóng lên, rơm rớm nước mắt. Tam công tử, lão nô cuối cùng cũng đợi được người trở về. Lão bộc tiến lên phía trước, run rẩy hành lễ, đường tùng niên vội đặt nữ nhi xuống bước nhanh đến đỡ ông lão dậy nói bác phúc đừng hành lễ tùng niên nhận không nổi hứa quân giao không quan tâm đến đôi chủ tớ vừa mới cửu biệt trùng phùng này nàng hiếu kỳ phóng tầm mắt quan sát khắp nơi chợt thấy lý thị và mấy đứa trẻ ở phía sau núi giả đi bên cạnh lý thị có một thằng bé lớn tuổi nàng nhận ra hắn chính là hưng ca con trai cả của lý thị và đường bách niên còn một đứa bé gái đứng sát cạnh Lý Thị ắt hẳn là nữ nhi thân sinh của nàng ta, đường quân du. Đường tùng niên cao mày không vui khi chỉ thấy nữ quyến và nhi tử của đại phòng ra đây nghênh đón bọn họ mà không thấy bóng dáng của đường bách niên đâu. Là một người con vậy mà không thèm quan tâm đến người mẹ đường xa xa xôi đến thắng. Hắn lắc đầu, chán đến nỗi chẳng muốn nghĩ thêm. Vương Thị cũng cảm thấy hơi thất vọng, nhưng rất nhanh đã khôi phục lại bình thường, mỉm cười nhận lễ của Lý Thị và mấy đứa trẻ, sau đó tự ái căn dặn mấy đứa nhỏ vài câu. Hưng ca phớt lờ lời nói của bà ấy, hắn chỉ chừng ánh mắt hung ác nhìn hứa quân dao đang kéo vạt váy của mẫu thân, hắn vẫn còn ghi hận đứa em họ đã từng lấy con rắn chết quật mình này. Các người đến nhà ta làm gì? Hắn khá là không vui nói. Cái gì mà nhà của huynh, đây cũng là nhà của đệ. Châu ca không phục, phản bác. Là bọn ta đến trước. Hưng ca tiến lên phía trước, trợn mắt nói. Không biết xấu hổ, huynh đến trước thì là của huynh chắc. Châu ca ra vẻ e thẹn, cười nhạo nói. Người thật đáng ghét. Hưng ca tức tối, duỗi tay đẩy thằng bé. Hưng ca mau dừng tay, không được bắt nạt tứ đệ. Lý thị bị con mình làm cho khiếp sợ, chỉ sợ con mình thật sự đẩy châu ca vội vàng kéo hắn lại, trách mắng nói. Hưng ca căm hận nhìn châu ca hư một tiếng, không cam lòng quay mặt đi chỗ khác. Châu ca đắc ý nhìn hắn làm cái mặt quỷ, nhưng lại bị Nguyễn Thị véo má. Không được cãi nhau với đại ca, cũng không được trêu tức đại ca. Dáng vẻ kiêu căng của thằng nhóc tắt ngóm, chề môi xuống, kéo dài âm cuối. giả dạ. Một tiếng, gặp ca ca và muội muội thì nên làm thế nào? Nguyễn Thị lại hỏi. Châu ca có chút không bằng lòng, cái miệng nhỏ nhắn chu cao, nhưng cuối cùng vẫn không cam lòng gọi. Đại ca, nhị ca, đại muội, nhị muội. Hưng ca không thèm đếm xỉa thằng bé. Diệu ca thoáng liếc nhìn hứa. Quân dao, rụt cổ lại nhỏ giọng gọi. Tứ đệ. Sau đó lại lý nhí gọi hứa quân giao. Tam muội đồ kém cỏi. Hưng ca thấy đệ đệ như thế thì tức giận hừ một tiếng, lại trừng mắt nhìn hứa quân dao đầy căm tức. Hứa quân dao đương nhiên cũng phát hiện ra thái độ căm thù của hắn, nhưng nàng chỉ khịt mũi rồi nhìn hắn một cách thở ơ. Thằng nhóc thối không biết tốt xấu, mai sau thức thời thì đừng có trêu chọc bản cung, nếu không ta sẽ cho ngươi nếm mùi đau khổ. Còn diệu ca thì ngược lại, thằng bé vẫn luôn co rụt người lại, hận không thể rụt cả người vào trong một xó nào đó, đỡ phải gặp nha đầu quỷ quái vừa hung dữ lại vừa đáng sợ này. Hứa quân giao đảo mắt nhìn diệu ca, thằng bé đang đứng sau đường quân du và một vị tiểu cổ nương. Nàng chỉ tùy ý nhìn một cái thôi mà đã dọa diệu ca sợ mất mật, suýt nữa thì co giò bỏ chạy, nhìn đệ đệ của mình như thế hưng ca càng thêm tức giận. Đúng là đồ kém, chỉ là một tiểu nha đầu thôi sao phải sợ như thế hứa quân dao không thèm để ý tới hai huynh đệ của đại phòng, tiếp tục quan sát tiểu cô nương đang đứng cạnh đường quân du. Mặt mày của tiểu cô nương có phần giống với đường quân du, nhưng nàng ấy cao hơn một chút, thân thể cũng người yếu hơn đường quân du, song cử chỉ lại có phần khép nép. Nàng suy nghĩ một chút thì nhận ra tiểu cô nương này nhất định là thứ trưởng nữ của đại phòng, cũng chính là chị họ đường quân nhu của nàng đời này đường bách niên không giống đường trương niên và đường tùng niên bên cạnh chỉ có nguyên phối phu nhân hắn ta có tận hai người thiếp thất trong đó anh di nương từng là thị nữ bên người của lý thị còn vị hà di nương từng là thanh quan sao sao thanh quan nử từ bán nghệ không bán thân đường quân nhu là nữ nhi của anh di nương cũng là thứ nữ duy nhất trong đám trẻ này đường quân du đố kỵ trừng mắt nhìn em họ Nhất là khi nàng ta nhìn thấy quần áo trang sức trên người Hứa Quân Dao đẹp hơn của mình, lòng đố kỵ không sao che giấu được. Thấy Đường Quân Nhu rụt rè nhìn Hứa Quân Dao, cười thân thiện. Đường Quân Du lập tức không vui đẩy nàng ấy một cái, Đường Quân Nhu không kịp đề phòng nên ngã xoài sóng xoài ra đất, nhưng không dám khóc, nàng ấy chỉ cắn chặt môi dưới rồi lặng lẽ bò dậy. Người lớn đang mải nói chuyện nên không chú ý đến tình huống bên này. Hứa quân dao cũng không quan tâm chuyện nhà của đại phòng. Nàng nhìn sang chỗ khác làm bộ như không thấy gì cả, nhưng trong lòng ngày càng ghét đường quân du. Vừa bạo lực gia đình, vừa ỉ vào thế lực của chú ruột để gả vào nhà quyền quý. Đời này bản cung sẽ trống mắt lên xem ngươi còn làm được gì. Chỉ cần nàng ta không đụng vào mình, hứa quân giao sẽ không đối phó với nàng ta, nhưng cũng không thèm cùng nàng ta biểu diễn một màn tỉ muội tình thâm sau khi mất hết thể diện ở Hà An Phủ, đường Bách Niên cảm thấy mình không thể tiếp tục ở lại đây được nữa, đồng thời hắn nghĩ rằng vào kinh sẽ có nhiều cơ hội hơn, đằng nào trong kinh vẫn có tòa nhà của hắn cùng với một ít sản nghiệp, không bằng dứt khoát chuyển nhà tới kinh thành, xem có thể thay đổi vận mệnh không. Cũng không biết có phải do vận may đến rồi không, hắn ở kinh thành dốc sức cầy cấy hơn một năm, cuộc đời suối cùng cũng tươi sáng hơn trong đó hắn đã kinh doanh hai cửa tiệm của đường phủ ở Kinh Thành ngày càng khấm khá hơn. Chỉ tiếc là hắn một lòng muốn làm quan, vẫn luôn tìm đủ mọi cách để được làm quan, nhưng từ đó đến nay vẫn chưa tìm được chỗ dựa nào vững chắc. Hắn ngày càng nóng lòng, cuối cùng mặt dày bám theo mấy tên công tử nhà quan, hy vọng bọn họ sẽ dìu dắt, cho mình nhiều cơ hội. Ban đêm, hắn say gớt trở về nhà, Lý Thị vừa thấy bộ dạng của hắn thì không khỏi oán trách vài câu, sau đó nói cho hắn nghe chuyện tam đệ lần này vào kinh báo cáo, nói không chừng tiền đồ sẽ rộng mở hơn, sau này khó tránh khỏi phải nhờ tam đệ dìu dắt đề bạt. Hôm nay hắn thật sự không nên làm mất thể diện của Tam Đệ và Vương Thị. Nào biết đường bách niên nghe xong thì quay ra trách nàng ta là. Đàn bà thiền cận, sau vài cái nấc cụt, lại lè nhẹ nói. Tiền đồ của hắn có gì mà tốt, vị khâm sai lúc trước giúp hắn bị người ta vạch tội làm quyền giờ hắn ta thân trong bùn lầy đến bản thân còn khó bảo toàn làm gì có thời gian để ý đến hắn lý thị sưỡng ra chàng nghe được lời này ở đâu ngặt nỗi lúc này đường bách niên đã nằm vật ra ngủ say như chết không hề nghe thấy câu hỏi của nàng ta lý thị đẩy cánh tay của hắn gặng hỏi ta hỏi chàng đấy sao chưa nói rõ đã ngủ rồi Chàng nghe được những lời này ở đâu? Có chính xác không? Thế nhưng chỉ có tiếng máy của nam tử đáp lời nàng ta. Lý thị tức giận chừng mắt nhìn nam nhân trên giường, sau cùng vẫn cam chịu số phận mà giúp hắn cởi giày, cởi tất và thay quần áo. Việc đầu tiên mà đường tùng niên làm khi trở về kinh thành không phải đến lại bộ trình giấy tờ báo cáo, mà là đưa thê tử và nhi nữ đi ra mắt kỷ uyên. Hứa quân giao cảm thấy phân khích khi nghe tin sắp được đi bái kiến trung thư lệnh, cũng là tể tướng kỳ uyên sau này. Nàng xúc động, phân khích không phải bởi vì có thể gặp được tể tướng vang danh thiên hạ, mà là bởi vì có thể gặp được cháu gái của kỷ uyên, Lương Dục Yên. Lương Dục Yên này không phải người nào khác, nàng ta chính là dự vương phi và là Lương Hoàng hậu sau này. Đời trước Lương Hoàng hậu không được sùng ái như Hồ Ly Phi, vì không cam tâm để hồ ly phi chiếm thế thượng phong nàng ta đã đích thân đón hứa quân giao đang ở ngoài cung dưỡng thương hồi cung muốn cùng nàng liên kết đối phó với hồ ly phi đoạt lấy thánh ân mà tất cả những điều này đều nằm trong dự tính của hứa quân giao ngày đó nàng oanh oanh liệt liệt về cung liên kết với lương hoàng hậu đối phó hồ ly phi khiến cho hồ ly phi thân bại danh liệt đoạt mất thánh sủng của nàng ta biến nàng ta trở thành một kẻ vô hình trong hậu cung. Mãi sau này khi hứa quân giao đã trở thành hứa phi, trưởng quản hậu cung, trong một lần đến lãnh cung thăm cố nhân nàng mới phát hiện ra hồ ly phi xinh đẹp không ai bì được một thời đã biến thánh một bà lão tóc trắng xóa, không còn phong thái của năm đó nữa. Lương Dục Yên không biết có ở kỳ phủ hay không? Hẳn là sẽ ở. Vì đời trước để gả vào đông cung nàng ta đã dựa vào quan hệ của trung thư lệnh kỳ uyên vinh quang trở thành thái tử phi, sau này lại trở thành hoàng hậu. Nàng thầm nghĩ. Đối với đường tùng niên mà nói, kỳ uyên có ơn chi ngộ với hắn, hắn có thể bước vào quan trường cũng là nhờ một tay kỳ uyên sắp xếp. Cho nên hắn hết sức kính trọng kỳ đại nhân, coi kỳ uyên vừa là bạn vừa là thầy. Thêm nữa, vì trước đây kỳ uyên từng bị người khác đổ oan, phải chịu cảnh lưu đầy, dù đường tùng niên biết đối phương đã bình an vô sự trở về nhưng trong lòng hắn vẫn dây dứt mãi không quên hôm nay ngoài mục đích đưa thê nhi đến ra mắt bề trên hắn cũng không có dụng ý gì khác sau khi tiền phế thái tử chết kiến trương đế giao hết thảy chính sự cho tân thái tử mà cửu uyên lại là thần tử thân tín của tân thái tử mỗi ngày đều có đủ loại bái thiếp nối nhau gửi đến kỳ phù từ sáng sớm hạ nhân của kỳ phủ đã biết hôm nay có một vị cố nhân của lão gia đến thăm, vậy nên bọn họ không dám để một nhà đường tùng niên đợi ở cổng mà đã kính cẩn nghênh đón từ xa. Hứa quân giao thấy đường tùng niên thật sự dẫn theo ba người bọn họ đến gặp kỳ uyên. Thì đoán được hành động lần này của hắn chỉ là đang đưa vãn bối đến gặp trưởng bối thì không khỏi kinh ngạc. Đời trước đường tùng niên là đối thủ không đội trời chung của nàng. Nàng biết con đường làm quan của hắn thuận lời cũng biết trong đó có sự giúp đỡ không nhỏ của Kỷ Uyên. Kỷ Uyên đã đi theo Thái Tông Hoàng đế nhiều năm, nhiều năm qua vì Thái Tông Hoàng đế bày mưu tinh tế, lao tâm khổ tứ, là một trong những triều thần được Thái Tông Hoàng đế tín nhiệm nhất. Ở thời của Thái Tông, Kỷ Uyên có thể nói là một đại thần quyền cao chức trọng, liên tiếp đảm nhiệm các chức vụ như lại bộ thượng thư, trung thư lệnh kiêm thái phó của Thái Tử. Sau này lúc ông chết vì bệnh tật, Thái Tông Hoàng đế đã khóc thầm trước linh cữu và ngậm ngùi nói rằng trên thế gian này đã không còn người nào giống như Kỳ Bình Chi nữa. Lão già thối đường tùng niên chính là người được Kỳ Uyên nâng đỡ để sau này có thể thay thế ông ta tận tâm với Hoàng đế. Trên thực tế, đường tùng niên cũng không làm ông ta thất vọng. Lúc này hứa quân giao tò mò nhìn về phía vị nam tử trung niên nho nhã điềm đạm nghe đường tùng niên nói. Đây là nhi tử Hoài Châu, vừa tròn 6 tuổi không lâu, đây là tiểu nữ quân giao, năm nay mới 3 tuổi. Đều là những đứa trẻ có nền nếp, đã đọc sách chưa? Biết đọc sách gì rồi? Kỳ Uyên mỉm cười vẫy Châu Ca lại gần, yêu quý hỏi. Châu Ca cũng không thấy sợ, trả lời dành mạch từng câu, càng làm cho Kỳ Uyên hài lòng, không ngừng gật đầu. Đọc sách là một việc hết sức vất vả, cháu chớ lười biếng, chán trường phải cần cù chăm chỉ mới có thành tựu. Sau cùng, hắn động viên tiểu tử vài câu, lại gọi hứa quân giao đến. Hứa quân giao ung dung bước tới trước mặt hắn, chớp đôi mắt to tròn đón lấy ánh mắt thưởng thức của tể tướng. Kỷ Uyên hơi sững ra, híp mắt lại nhìn con bé, một lát sau mới nhẹ nhàng cười nói. Tùng niên à, tiểu nữ này của ngươi thật sự không tầm thường đâu chi ít cũng to gan lớn mật lắm. Kỳ phu nhân nhìn nàng với ánh mắt chiều mến. Phu quân của nàng nhìn thì có vẻ điềm đạm, nhưng thực chất lại là người khó gần. Những đứa trẻ trong phủ, dù lớn hay nhỏ mỗi lần đứng trước mặt hắn đều rụt rè khép nép, không dám hé răng. Nhưng đôi huynh muội trước mắt này thì khác, ca ca không biết sợ là gì, lá gan lớn, mà muội muội cũng không phải vừa, thật sự làm người ta bất ngờ nàng nhìn càng tiểu nha đầu trắng trèo xinh đẹp càng thêm yêu thích vỗ vỗ vào hò tay nguyễn thị cười nói muội dày dỗ hai huynh đệ bọn họ tốt quá nguyễn thị hết sức lo sợ nói muội không dám nhận lời này của phu nhân kỳ uyên còn có chuyện muốn căn dặn đường tùng niên kỳ phu nhân đành đưa nguyễn thị và hai đứa nhỏ ra ngoài sân nói chuyện châu ca hiếm lắm mới tốt tính nắm tay muội muội đi theo sau mẫu thân kỳ phu nhân nhìn thấy thì luôn mồm khen ngợi, nhìn hai huynh muội bọn họ đầy yêu mến. Nguyễn Thị biết rõ tính cách của hai huynh muội, không khỏi cảm thấy trột dạ, chỉ sợ Châu Ca nắm được một lát sẽ vung tay muội muội ra và nói: Ta không chơi với Bảo Nha ngốc nghếch, còn Nữ Nhi cũng không chịu kém cạnh phản bác, muội cũng không thèm chơi với con mèo tham ăn. Sau đó hai đứa sẽ mắt to mắt nhỏ chừng nhau, ai cũng không nhường ai sau cùng cả hai sẽ nhìn đối phương hừ một tiếng, mỗi người chạy một nơi. vừa nghĩ đến tình cảnh này có thể xảy ra, lại nghe kỳ phu nhân không mớt lời khen ngợi bọn trẻ. nguyễn thị càng thêm trột dạ. kỳ uyên phu nhân từng có một người con trai, chỉ tiếc là thằng bé đã chết yểu trong chiến loạn. về sau phu nhân cũng không ngoài thai thêm, và lại kỳ uyên cũng không hề cưỡng cầu vấn đề con nối dõi. sau đó khi phu thê họ dần có tuổi, đã nghĩ thông suốt tất cả mọi chuyện. Bọn họ thường xuyên đón mấy đứa cháu về phủ nuôi dưỡng, có thêm tiếng cười nói cho vui nhà vui cửa. Hứa quân giao vừa nhìn đã nhận ra lương dục yên đang lẫn trong đám trẻ đang vây quanh kỳ phu nhân. Mặc dù tiểu cô nương còn nhỏ tuổi, nhưng các đường nét trên khuôn mặt đã gần giống với lương hoàng hậu sau này. Thời gian hứa quân giao sống chung với nàng ta ở đời trước cũng không ngắn, vì thế cũng không ngoa khi nói nàng quá hiểu nàng ta. Lúc này, tiểu cô nương cũng phát hiện ra nàng, đồng thời cũng nhạy cảm nhận ra sự yêu thích đặc biệt của mợ mình dành cho tiểu cô nương xa lạ này, lòng nàng ta chợt dâng đầy cảm giác khủng hoảng. Mặc dù nàng ta mới 6 tuổi, nhưng vẫn luôn được mẫu thân mình ân cần dạy bảo, nương nói nàng ta nhất định phải lấy lòng cậu và mở, phải làm cho cậu mở đều thích mình, chỉ có như vậy sau này mới không bị người khác ức hiếp, mới có cuộc sống tốt hơn. Từ trước đến nay nàng ta vẫn luôn làm rất tốt, ngoan ngoãn hiểu chuyện, được kỳ phu nhân vô cùng yêu thích. Hứa quân giao buồn bực khi phát hiện ra nàng ta cảnh giác nhìn mình, bản cũng có làm gì đâu mà ngươi phải đề phòng như thế chứ. Nhưng rất nhanh nàng đã phát hiện ra, chỉ cần kỳ phu nhân nói chuyện với nàng, khuôn mặt của con bé đó sẽ trở nên căng thẳng, hai tay vô thức siết chặt nhìn như thế muốn nàng không hiểu cũng khó con bé sợ cậu mợ yêu thích mình hơn cũng đúng lương dục yên không phải loại ngu ngốc tức giận cái gì đều hiện hết lên mặt như đường quân du nàng ta có thể được thái tông hoàng đế chọn làm con dâu trong vô số các tiểu thư danh môn điều đó chứng tỏ rằng nàng ta không hề ngu ngốc thậm chí còn khá nổi bật sau này nếu không phải do triệu nguyên hữu dần dần lạnh nhạt với nàng ta, chuyển sang sùng ái hồ ly phi, hồ ly phi vừa có thủ đoạn lại vừa kiêu ngạo hống hách, nhiều lần khiêu khích nàng ta nhưng vẫn không bắt được điểm yếu nào, đến cuối cùng vì giận quá mất khôn nên mới dẫn đến kết cục bị người ta tính kế, giành mất thánh tâm. Đương nhiên, hứa quân giao thừa nhận, kết cục của lương cô nương đời trước đều do nàng tính kế mà ra. Trung quy là do sau này nàng còn được sủng ái nhiều hơn hồ ly phi ngày trước, sớm đã làm cho Lương Dục Yên cảm thấy bất an, sau đó nàng ta chốt hết phòng bị và oán hận đối với hồ ly phi lên người nàng. Rơi vào hoàn cảnh ấy làm sao nàng có thể tiếp tục ngồi yên đợi chết? Cho dù đó là để bảo vệ bản thân hay là để thỏa mãn khát vọng theo đuổi quyền lực của mình, hết thảy đều đã được định sẵn rằng nàng sẽ không bao giờ nhượng bộ nửa bước. Nhưng mà bây giờ nàng ngáp một cái rúc đầu vào trong vòng tay ấm áp thơm tho của nguyễn thị bản cung đã có bao phu nhân rồi ai thèm cậu mở của ngươi chứ lương cô nương thấy thế thì nghiêng đầu nghĩ ngợi một lúc đau đó mới thu lại thái độ thù định xuống ngoan ngoãn ngồi bên cạnh kỳ phu nhân phu nhân thái tử điện hạ mang theo ba vị tiểu điện hạ đến lão ra mời người nhanh chóng ra nghênh giá một thị nữ vội vàng tiến vào bẩm báo hứa quân giao ngỡ ngàng, rồi đột nhiên ngẩng đầu lên. Tam vị tiểu điện hạ ư? Không lẽ hoàng đến phu quân sau này của nàng cũng ở đây ư? Nghĩ đến loại khả năng này, ánh mắt của nàng sáng rực lên. Thái tử đưa ba vị trưởng tử đến gặp người sẽ trở thành thầy của bọn họ sau này. Đầu tiên là muốn người đời thấy được hắn coi trọng kỷ uyên đến thế nào, hay là để thể hiện đức tính tôn sư trọng đạo tốt đẹp của bậc làm vương dẫu sao ngay cả hoàng tử đều kính cẩn trước thầy của mình trên làm dưới theo thần dân cũng sẽ noi theo cách làm của bọn họ phần này đến đây là hết mời các bạn theo dõi tiếp các video khác trên kênh nếu các bạn yêu thích kênh hãy nhấn theo dõi nhé cảm ơn các bạn